Em khe hở lớn quá này, này. Con chuột nó chui được này. Thôi mở đi. Đấy, tận dụng cái cũ này. Cái này đời chơi lưu điện tử này. Bán chả bán được hỏng. Này lâu lắm đấy, từ ngày thành lập cửa hàng ấy, nên cái này của hãng à cũng không phải của Vinacap. Vinacap Ừ. chắc có thể nắp ở chỗ này thôi. Không, cứ đẩy sát, được rồi, sẽ Đây đánh, không? đẩy sát được vào đấy, người cứ để đánh dấu cắt đã. Sát sẵn sàng. Ok đấy. Thôi cứ thế bán là thôi, không cần phải nhì nhàng nữa. Bán được chưa? Rồi, tốt. Thò thò cái mũi mà đánh cái khoan và đánh dấu cái khoan nào chứ. Thò mũi này này, nện thẳng xuống lên để lấy dấu này. Sẵn có dấu rồi. Dí sát vào cái bờ nhá. Chính xác nhé, đừng để chạy lỗ nhé. Lỗ vừa quá nhỉ. Yeah. Này có chuột chịu chết. Cứ chặt không? Chặt. Chặt vừa thôi nhá, không cái giống này bóp bóp ấy, nó lõm nó vùng về nhá. Thôi thế không bóp rồi. Đấy chắc lắm rồi, á à, chuẩn đây. Rồi đóng vào đi, đây chú vào nhà đi, chú vào nhà chú cài thử thế này. Cái chân xong có ít xi măng phải chèn nữa. Khe kín mít này có chuột có khóc thét. Ừ. Rồi tốt rồi. Đấy, ok. Phòng chống chuột. Ừ, tí cho xi măng vào cái chân. Đúng cái ống nhựa tròn đấy. Thế còn keo còn ít thì bắn vào khe càng tốt, còn không thì thôi. Đấy, chuyển rồi. Ok. Đấy, ra từ ngoài vào nè. Ôi dồi ôi, sát lắm chú trẻ. Mít mịt mịt. Chuột có một khóc thét. Rồi. Đấy, bộ cửa oai phong quá.